Hello cả nhà nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club, như là quay trở lại với video nhận định thị trường hàng ngày của em Tính nha anh chị. Thì trước khi bước vào cái nội dung của cái video ngày hôm nay thì mọi người nhớ để lại cho em Tính một like, một đăng ký kênh cũng như là thả giúp cho em Tính một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video ha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Bên cạnh đó thì em có để một cái mã QR code để tham gia vào room Zalo cộng đồng nằm ở bên phải góc phía dưới màn hình. Thì anh chị có thể quét cái mã QR này để tham gia vào room Zalo cộng đồng, từ đó chúng ta có thể giao lưu cùng với nhau. Ok ha cả nhà. Thì thứ sáu tuần vừa rồi cũng như là cuối tuần em không có làm video được là tại vì em bận phải đi công tác. Câu lạc bộ có một cái lịch đào tạo về phân tích kỹ thuật Ichimoku Trịnh Phát ở tại Hà Nội, cho nên là em phải đi cùng với các anh em trong team ra ngoài Hà Nội để tham gia cái lịch đào tạo cũng như là công tác tại thủ đô Hà Nội ha. Cho nên là cuối tuần em không có ra video để cập nhật thị trường cho mọi người, cũng như là tôi em mới bay về Sài Gòn tối ngày hôm qua thôi. Thì ngày hôm nay là bắt đầu chúng ta sẽ quay trở lại vào cái luồng hoạt động. Thì nói vui một cái điều rằng là mỗi lần mà ITB mà đi công tác ở ngoài Hà Nội thì y như rằng là thị trường nó sẽ có những cái cú giảm điểm rất là sâu. Thì nhìn chung là ngày hôm nay xét về chỉ số chung là thị trường chúng ta cũng đã quay về lại được cái vùng là 1.236 cộng trừ. Tuy nhiên là cái lực bán tháo phải công nhận là nó quá lớn anh nhỉ. Cái lực bán tháo này nó quá lớn. Cũng như là khi mà thị trường nó quay về lại cái vùng hỗ trợ giao găm thì cái lực cầu nó nhảy vô nó bắt trong ngày hôm nay thì nó cũng chưa có quá nhiều, và cái lực bán tháo của cái phiên giao dịch ngày hôm nay cũng chủ đạo là đến từ sau 2 giờ chiều. Sau 2 giờ chiều, cụ thể là 2 giờ 8 phút thì bắt 2 giờ 10 phút gì đó là bắt đầu cái lực bán tháo bắt đầu nó diễn ra. Đặc biệt là cái giai đoạn mà sau 2 giờ 15 là cái lực bán tháo nó càng ngày nó càng lớn. Và cái lực cầu nó đẩy vào 15 phút cuối phiên, nó không có quá áp đảo được cái lực cung, cho nên đâm ra là ngày hôm nay thị trường chúng ta vẫn đóng cửa thấp nhất ngày tại cái mốc là 1.231. Thì với một cái cây nến đỏ dài mặc dù là thanh khoản thấp thì chứng tỏ rằng là cái lực bán, cái lực cung ấy thì nó áp đảo hoàn toàn so với lực cầu, và cái lực cầu nó cũng không có quá nhiều để nó đẩy lên, cho nên đâm ra là ngày hôm nay thị trường chúng ta đóng cửa thấp nhất ngày tại cái mốc là 1.231. Nước ngoài thì bây giờ chỉ có bán ròng 128 tỷ thôi. Nước ngoài cái áp lực bán ròng của nước ngoài nó không có quá lớn, nhưng mà thị trường chúng ta giảm điểm rất là sâu. Còn cái giai đoạn trước đó thì nước ngoài bán rất nhiều nhưng mà thị trường chúng ta giảm điểm không có sâu một chút xíu nào hết, đúng không? Thì thậm chí là có những cái mã cổ phiếu nó còn xanh. Thì nói chung là sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay với một cái mức đóng nến như thế này thì khả năng cao sáng ngày mai nha, em kỳ vọng là thị trường nó sẽ giảm tiếp thì nó sẽ tốt hơn. Sáng ngày mai thị trường nó nên mở gap giảm luôn. Theo quan điểm của cá nhân em, để mà ép bán được nhà đầu tư cá nhân á, thì ép được nhà đầu tư cắt lỗ á, là thị trường nó phải mở gap down. Thị trường nó phải mở gap down. Tại vì khi mà một cái giai đoạn tới một cái giai đoạn nào đó mà thị trường mở gap giảm thì chứng tỏ là cái tâm lý của nhà đầu tư đang cực kỳ bi quan, và họ sẵn sàng họ bán trong phiên ATO, thậm chí là sau ATO mà thị trường mở gap down giảm mạnh quá là nhiều nhà đầu tư cá nhân sẽ chịu không nổi và sẽ bán sau ATO hoặc thậm chí là bán trong ATO luôn. Cho nên em đánh giá nếu như đoạn này mà muốn tiếp tục ép cho nhà đầu tư cắt lỗ càng nhanh hoặc là càng sớm càng tốt thì tốt nhất là sáng ngày mai thị trường nó nên mở một cái gap down xuống, hoặc là ít ra nếu không mở gap down thì sáng ngày mai cũng đừng có xanh giống như sáng ngày hôm nay. Đúng không vậy? Sau một cái phiên giao dịch thứ sáu tuần vừa rồi tương đối không được gọi là tích cực cho lắm, mà sáng ngày hôm nay thị trường vẫn quay đầu xanh lên lại được cái mốc là 1.258, đúng không? Mở cửa 1.256, mở một cái gap đâu đó tầm khoảng 2 điểm, một cái gap up tầm khoảng 2 điểm và tăng lên được 1.258 với sự diễn biến xanh điểm đến từ thị trường Mỹ tối ngày hôm thứ sáu, thì sáng ngày hôm nay thị trường cũng là xanh lên. Sau đó tầm khoảng sau 10 giờ hay gì đó, đúng không? Tầm khoảng sau 10 giờ hay gì đó. Đúng rồi, chính xác là sau 10 giờ luôn, là thị trường chúng ta bắt đầu quay đầu điều chỉnh xuống dưới lại quanh cái vùng là 1.250, 1.250 x, thì cho tới buổi chiều là bắt đầu thị trường nó thủng 1.250 và xuất hiện những cái lực bán tháo khi mà thị trường nó thủng 1.240 là cái đáy ở đây. Đúng không? Là cái đáy ở đây, khi mà thủng 1.240 là bắt đầu hai kiếm đường Tenkan và cái đường Kijun ở đây nó sẽ phóng xuống, nó sẽ phóng xuống và tạo ra một cái áp lực bán tháo về cuối phiên. Tuy nhiên một lần nữa thị trường chúng ta lại phải đối mặt với lại hai cặp giao găm. Lần trước thì nó về nhưng mà nó chỉ gần về thôi, giao găm ở 1236 thì nó chỉ về tới 1240 là chúng ta bắt đáy, đúng không? Chúng ta bắt đáy sớm ngay cái đợt mà 25 tháng 6. Anh chị nào có theo dõi đợt này là có bắt đáy 25 tháng 6 rồi mua hạ giá vốn, mua trung bình giá, thì lên đây là em cảnh báo mọi người là phải bán ra. Thì về đây là chúng ta có những cái nhịp gọi là bắt lại, đúng không? Nhưng mà đợt vừa rồi là cũng có mã lỗ, có mã lời, nói chung là nó bù qua nó sớt lại. Tuy nhiên là đa phần ở thời điểm hiện tại thì nhiều anh chị nhà đầu tư là không có tuân thủ theo cái nguyên tắc cắt lỗ cũng như là khuyến nghị bán. Đợt vừa rồi thì cũng không có nhiều anh chị nhà đầu tư dám bán, cho nên đâm ra là bây giờ nhiều mã cổ phiếu nó giảm sâu thì nó vi phạm cắt lỗ rồi, nhưng mà anh chị không chịu cắt thì nó qua cái điểm cắt lỗ đi, thì bây giờ cuối cùng chúng ta lại không bán được. Nhiều mã cổ phiếu nó về hỗ trợ, ví dụ như là Hà Đô, ví dụ như là Đạt Phương, hay là ví dụ một số mã cổ phiếu chứng khoán, một số mã cổ phiếu riêng lẻ khác nó về lại hỗ trợ, thì bây giờ anh chị muốn bán thì anh chị bán không được.
À, bây giờ muốn bán nhưng bán không được anh chị, tại vì cổ phiếu nó đã về tới những cái vùng hỗ trợ cứng, thậm chí nhiều mã cổ phiếu nó về lại tới những cái vùng hỗ trợ trong khung đồ thị tuần, về lại những cái vùng hỗ trợ hai cặp dao găm rồi mây to trong khung daily, thì muốn bán thì chúng ta cũng không bán được, thì chỉ có nước gọi là chờ hồi, giống như cái giai đoạn mà gần cuối tháng 6, gần cuối tháng 6, giống như giai đoạn bên này nè. Nhiều anh chị trên này thì không chịu bán đúng không, nhưng mà bắt đầu giảm mạnh xuống đây, nhiều mã về hỗ trợ thì mình muốn bán nhưng em nói là bán không được nữa, thì nó cũng giống với giai đoạn ở bên này. Giống với giai đoạn ở bên này thì bắt đầu là thị trường chúng ta về lại hỗ trợ, về lại hai cặp dao găm, thì một lần nữa đối mặt với hai cặp dao găm thì em tin rằng là thị trường nó sẽ sớm có một cái nhịp phục hồi ngắn hạn. Anh chị lưu ý nha, một cái nhịp phục hồi ngắn hạn, tại vì nếu như mà xét về cái phân tích phương Tây á, thì thị trường nó đã hình thành lên cái cấu trúc giảm hình thành lên cái cấu trúc giảm ở đây. Nếu mà xét về mặt thuần phân tích kỹ thuật nha, thì anh chị có thể thấy là đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đúng không? Thì đây là một cái cấu trúc giảm. Tuy nhiên thì bắt đầu từ ngày mai là Tenkan Kijun đó, mà hai cái đường kiếm mà, xanh và đỏ bắt đầu sẽ tách nhau ra, thì cái trạng thái giảm của thị trường nó sẽ không có còn mạnh nữa, và kết hợp thêm là có những cái vùng hỗ trợ ở đây, thì có thể là sáng ngày mai thị trường nó giảm thêm thì bắt đầu sẽ rút chân lên, và cuối tuần hoặc là tuần sau thị trường nó sẽ có những cái nhịp phục hồi. Cho nên về cái hướng xử lý và về cái câu hỏi trong cái phần tiêu đề em có để, đó chính là có nên bán sạch cổ phiếu giai đoạn này hay không, mặc dù là hiện tại đang lỗ rất là nặng và nhiều anh chị nhà đầu tư có thể là sẵn sàng cắt lỗ để cầm tiền, nhưng theo quan điểm của cá nhân em thì giai đoạn này ngắn hạn nha anh chị, về cái mặt ngắn hạn nha, thị trường chúng ta đã về lại những cái vùng hỗ trợ cứng 1227, 1236, thậm chí sáng ngày mai nó có thể nó quét sâu hơn với sự giảm điểm đến từ nhóm VIN30, tại vì mọi người thấy bắt đầu VIN30 nó đang bắt đầu giảm điểm rất là xấu đúng không, VIN30 đang bắt đầu xấu, thì có thể VIN30 nó sẽ về lại những cái vùng hỗ trợ đáy cũ ở đây là 1270, 1270, 1271 gì đó, mình cứ cho là 70 đi, 1270 cho tới 1262, thì đây sẽ là cái vùng hỗ trợ của đồ thị VIN30. Có nghĩa là ngày mai có thể VIN30 nó sẽ giảm thêm. Ngày hôm nay anh chị thấy chỉ số chung giảm 22 điểm, VIN30 giảm tới 20 điểm. Thì ngày hôm nay chỉ số giảm một phần là do đóng góp rất lớn đến từ nhóm cổ phiếu VIN30. Anh chị nhìn đồ thị của VIN30 giảm điểm là anh chị biết. Thì với cây nến này, với kể cả là của VIN30 và kể cả của VN-Index, thì ngày mai, sáng mai là nên tiếp tục giảm tiếp. Sáng mai đừng có xanh. Sáng mai xanh là kiểu gì cũng đạt ngược trở lại giống như ngày hôm nay thôi. Cho nên thà thôi sáng mai mở gap down giảm, ép bán luôn, ép nhà đầu tư cá nhân phải bán ra, thì tầm khoảng tới cuối phiên sáng hoặc là phiên chiều thị trường nó sẽ dễ rút chân, và cuối tuần hoặc là tuần sau thị trường nó cũng sẽ dễ phục hồi hơn nếu như sáng ngày mai thị trường mở gap down, mở gap giảm anh nhỉ, mở gap giảm và ép bán thì nó vẫn sẽ ok hơn là sáng mai mà cứ lình xình tham chiếu, hoặc là sáng mai mà mở cửa xanh thì nó sẽ không ok. Thì có thể là ngày mai sẽ ép thêm cái nhóm VIN30 xuống để ép cái chỉ số xuống lại thêm tầm khoảng 10 15 điểm gì nữa đó là em thấy hợp lý, về lại những cái vùng như là 1216, đâu đó là tầm khoảng 1226, 1216 đúng không? Thì đợt trước có nói mọi người là thị trường chúng ta còn hai cái gap ở đây, nhiều anh chị không nhớ nhưng mà em thấy hai cái gap ở đây nó cứ còn hoài thôi đấy, 1216, 1226, thì chúng ta có một cái vùng gap ở đây, thì đôi khi là nó đạp nó sẽ lút xuống, nó sẽ lún khỏi cái con dao găm này, cũng như là anh chị nào học Ichi anh chị sẽ thấy có một cái khe, thì có thể là nó đạp xuyên cái khe xuống một cái, nó đạp xuyên cái khe xuống một cái, sau đó nó sẽ rút chân lên. Sau đó nó sẽ rút chân lên thì nó sẽ tích cực, như vậy nó sẽ tích cực, và tầm khoảng đâu đó là cuối tuần hoặc là tuần sau nhiều mã cổ phiếu cũng như là thị trường chung sẽ mở khách sạn hút giá lên, thì sẽ có một cái nhịp phục hồi về cái mặt ngắn hạn để cho anh em cơ cấu. Vậy thì cái cách xử lý ở đây là trường hợp mà thị trường ngày mai tiếp tục giảm thêm, tiếp tục giảm thêm nghe này, em chỉ nói ngày mai thôi nha, em chỉ nói ngày mai thôi, như như em thì em thích giảm ngay buổi sáng luôn, còn bây giờ thị trường không thích giảm buổi sáng mà nó giảm cuối phiên sáng hoặc là giảm buổi chiều thì mình đi theo follow theo thị trường thôi. Cho nên em nói chung là ngày nếu tiếp tục ngày mai thị trường giảm mạnh tiếp, đặt mạnh xuống về lại những cái vùng 1216, 1226, thì những anh chị nhà tư mà đang kẹp hàng nặng, đang kẹp hàng lỗ nặng á, những cái mã cổ phiếu bây giờ em nghĩ là chắc anh chị cũng phải lỗ, nhiều mã cổ phiếu cũng phải lỗ trên 10%, thậm chí là 20%, thì những cái mã cổ phiếu mà lỗ trên 10%, từ 10% trở lên, đó là những cái mã cổ phiếu mà anh chị nên dành ra một phần tiền để mình đi mua thêm và để hạ giá vốn, thì tầm khoảng cuối tuần hoặc là tuần sau thị trường nó có một cái nhịp phục hồi lên là chúng ta sẽ xử lý những cái mã cổ phiếu đó, xử lý những cái mã cổ phiếu đó, và anh chị sẽ về bờ, giống như giai đoạn bên này em hướng dẫn mọi người đánh trading đó, mọi người nhớ giai đoạn bên này em hướng dẫn mọi người đánh trading đó, đánh trading T0 T1 á, về đây mua hạ giá vốn hoặc là trung bình giá này, thì khi mà thị trường nó hồi, khi mà cổ phiếu bắt đầu nó phục hồi lên là chúng ta sẽ bán cái phần hàng có sẵn ra, hoặc là cổ phiếu mà về kịp á, mà thị trường nó vẫn còn tăng á, thì chúng ta sẽ canh cơ cấu những cái mã cổ phiếu đó ra
thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội gọi là về bờ sớm hơn, và xử lý những cái mã cổ phiếu đó nó sẽ mượt mà đó, chúng ta sẽ về bờ sớm hơn. Thậm chí là nhiều mã cổ phiếu của anh chị nó sẽ có lãi ngược trở lại nếu như nó có một cái nhịp phục hồi tốt chung với thị trường. Ok, thì nói chung là phân về phân tích kỹ thuật phương Tây á, nếu mà nhìn về phương Tây á nha, tại vì em là xài phương Đông, là Ichi là phương Đông, nhưng mà em cũng kết hợp thêm phân tích phương Tây để cho coi mọi người có những cái góc nhìn khách quan. Thì nếu như mà nhìn về phương Tây thì anh chị sẽ thấy ngày hôm nay là thị trường chúng ta gãy trend trung hạn, đúng không? Trend trung hạn này, từ lúc mà thị trường tạo đáy trung hạn ngay cái đợt mà cuối tháng 10 đầu tháng 11 tới bây giờ, đúng không anh chị, là thị trường chúng ta đang gọi là gãy trend trung hạn, đúng không? Gãy trend trung hạn. Còn trend ngắn hạn là nó đã gãy từ hồi hôm nó gãy từ hồi hôm qua đó, nó gãy từ hồi hôm qua. Đó là lý do tại sao ngày hôm qua anh chị thấy là em báo với nhiều anh chị nhà đầu tư là phải bán bớt. Ví dụ như Hà Đô là em bán sáng ngày hôm qua, hôm qua là bán MBB, hôm qua bán MBB. MBB em thấy ngày hôm qua nó hơi đuối cho nên là bán 1/2, nay em mới mua lại 1/2 MBB. Mặc dù là ngày hôm nay đồng ý luôn là nhóm ngân hàng có khả năng nhìn có vẻ như là bull trap, khả năng cao là bull trap như anh chị, khả năng cao là bull trap đối với nhóm ngân hàng đoạn này mà bull trap thì nói với anh chị là chỉ số mình sẽ còn giảm sâu. Nhưng mà trước khi chỉ số nó giảm sâu, trước khi ngân hàng nó bull trap thì có thể nó sẽ còn những cái nhịp lình xình hoặc là những cái nhịp bật lên lại thì để cho chúng ta cơ cấu. Cho nên ngày hôm nay MBB thì nhìn chung nó về là hỗ trợ, thì đều theo đúng chiến lược phân tích kỹ thuật là phải múc thôi, phải múc trở lại thôi, đúng không? Thì giá vốn MBB của Room em là 23.65, nhiều anh chị bắt được 23.5, anh chị bắt 23.7 thì ngày hôm nay nó về tầm 23.9 24 gì đó thì phải bắt lại thôi, đúng không? Đúng chiến lược mình bắt lại thôi gì, thì ngày mai nó bật lên, nếu mà không ổn thì bán ra cái phần hàng có sẵn cũng không lỗ gì hết đó. Tại vì giá vốn của Room em cầm MBB tương đối ổn chứ không phải gọi là xấu. Thì có ACB thì nếu mà hồi lên thì canh xử lý ACB, ACB thì mua lanh quanh 247 248 đó. Thì ngày hôm qua là báo một người bán BVS này, lúc nó đang 41.5 nè, báo một người bán Hà Đô này, quanh 30.3 30.4 nè, lúc này Hà Đô nó chưa giảm ấy. Thì Room em báo bán xong là bắt đầu Hà Đô nó sập thì bây giờ là nó quay về lại cái vùng hỗ trợ giao găm 27.2 27.2, nhưng mà vol bán thì nó còn tương đối to cho nên là mình cũng rén chưa có dám bắt lại đáy, thì chờ có sáng ngày mai coi như nào. Đối với những cái mã cổ phiếu như Hà Đô á, mà anh chị nào chưa bán được thì ngày mai mà nó ép bán xuống tiếp thì anh chị nên mua hạ giá vốn, tại vì dưới này vùng hỗ trợ của Hà Đô nó sẽ rất là nhiều, dưới này hỗ trợ của Hà Đô nhiều cho nên khả năng khi mà thị trường hồi thì mấy con Hà Đô hay là Đạt Phương hay là kể cả mấy con cổ phiếu như TCH rồi này kia nó sẽ bật lại hết à, đối với những cái mã cổ phiếu đó à. À, thì ngày hôm qua có báo mọi người chốt, tại vì ngày hôm qua là em thấy thị trường nó gãy trend rồi, gãy trend ngắn hạn thì chúng ta phải xử lý đối với một số mã cổ phiếu và chúng ta chỉ giữ lại một số thôi, đúng không? Những cái mã cổ phiếu nào mà âm nặng quá thì bắt buộc là anh em phải giữ và tìm cách gọi là xử lý, ví dụ như mua hạ giá vốn hay là đợi thời điểm nó tạo đáy mua trung bình giá. Nó sẽ có hai hướng xử lý, một là ví dụ như bây giờ âm nặng quá anh chị có thể là sẵn sàng có đủ tài chính để mình có thể là mình nắm giữ những cái mã cổ phiếu đó về cuối năm, hoặc thậm chí là nắm giữ qua được tới năm sau, thì chúng ta có thể là chờ đợi và chuẩn bị sẵn một cái lượng tiền để khi mà những cái mã cổ phiếu đó hoặc là khi mà thị trường chúng ta có đáy á, là anh chị nhảy vô anh chị mua trung bình giá một lần rồi nắm giữ luôn cho tới khi nào về bờ hoặc cho tới khi nào nó có lãi hay gì đó thì chúng ta sẽ bán ra. Còn nếu mà anh chị thích xử lý về cái mặt ngắn hạn, anh chị có thời gian, anh chị có tài chính, có đủ nguồn lực, đúng không? Có đủ nguồn lực, có cả thời gian và có cả về cái vấn đề gọi là tài chính, thì mình có thể là theo dõi trực tiếp ở trong phiên để mình có thể là trading đánh hạ giá vốn để cho mình gọi là về bờ sớm hơn. Còn đối với những chị nhà tư không có quá nhiều thời gian, chỉ có tài chính thôi nhưng mà không có thời gian nhiều để đánh trading, để đánh hạ giá vốn, thì chúng ta có thể là sẵn sàng nắm giữ để tới một cái khoảng thời gian nào đó thị trường tạo đáy, cổ phiếu tạo đáy thành công luôn, có đáy trung hạn, có đáy dài hạn luôn, thì chúng ta sẽ nhảy vào trung bình giá một lần cho xong luôn rồi nắm giữ tới khi nào về bờ, tới khi nào nó có lãi trở lại thì chúng ta sẽ bán ra. Thì đó cũng là một cái hướng xử lý đối với những anh chị nhà đầu tư. Cái này là tùy không tùy tùy gọi là tình hình của mọi người, tùy tình hình của mọi người, tùy nguồn lực của mọi người như thế nào đó, tùy tình hình tài chính rồi tình hình về thời gian đúng không? Còn giai đoạn vừa rồi thì em nói xuyên suốt với mọi người rồi là chúng ta không có full hàng, tại vì lên đây em còn báo với mọi người là bán mà. À, thì về đây em có nói mọi người là thị trường nó sẽ về lại 1236 ngày hôm qua, tại vì thấy hơi ghê đúng không ngày hôm qua đó. À, đợi về hỗ trợ giao găm cộng may to quanh 1236 là lạnh lùng full đúng không, thì không biết là ngày hôm nay có anh chị nào múc hay không thì em không biết, nhưng mà ngày hôm nay là em có báo Remem quay trở lại mua đối với cổ phiếu MBB và có mua thêm một ít đối với cổ phiếu Đạt Phương. À, khi mà Đạt Phương bắt đầu quay trở lại về những cái vùng giao găm đúng không, hỗ trợ thậm chí là hỗ trợ khung daily và hỗ trợ khung tuần thì kỳ vọng là nó sẽ có một cái nhịp phục hồi ngắn hạn nên để cho chúng ta xử lý thôi. Những cái mã cổ phiếu mà nó bị đạp sàn ATC như này thì thông thường là qua sáng ngày hôm sau nó sẽ ép bán, nó sẽ ép bán. Nhiều mã cổ phiếu trong phiên ATC ngày hôm nay là bị đạp sàn và bị ép xuống nhiều hơn thì có khả năng là em kỳ vọng là sáng ngày mai thị trường nó ép chúng ta bán luôn, ép nhà đầu tư bán luôn, thì thị trường ép bán nhưng chúng ta sẽ không bán,
nha, vậy chúng ta sẽ không bán, tại vì quanh đây là quanh những cái vùng hỗ trợ rồi. À, thì có thể nó sẽ đạp lún xuống dưới vào găng, nhưng mà kỳ vọng là ngày mai nó sẽ rút chân lên. Ok anh, vậy thì nói chung là đây là phân tích theo Ichi. Còn nói chung là phương Tây là nó xấu rồi. Phương Tây là anh chị phải bán, gọi là nếu mà anh chị đánh ngắn hạn là anh chị phải bán ngày hôm qua. Nếu mà anh chị đánh phương Tây á, hồi nãy em có phân tích với một người á, nếu mà anh chị đánh phương Tây á, là anh chị phải bán hôm qua, chứ không phải là anh chị đợi tới ngày hôm nay. À, đây là cái trend trung hạn của phương Tây, đúng không? Đây là cái trend ngắn hạn của phương Tây. Thì nếu như mà anh chị mà đánh ngắn hạn là anh chị phải bán hôm qua, chứ không phải là nắm giữ cho tới ngày hôm nay. Thì nếu mà nắm giữ cho tới ngày hôm nay thì thị trường bắt đầu đã quay về, bắt đầu nó ao ben này nè anh chị thấy không? Bắt đầu là cái chỉ số VN Index nó ao ben này nè. Nếu mà ngày mai sáng mai mở mở gap down xuống cái nữa là nó sẽ chính thức nó nằm ngoài Bollinger Band luôn, thì khả năng rất cao nó sẽ có một cái nhịp phục hồi, cũng như nó sẽ quay về nó lấp lại hai cái gap ở dưới này luôn, một cái một ở 1216 và một cái ở 1226. 1226 nó sẽ trùng với cái giao găm 129 của đồ thị kỹ thuật Ichimoku, thì tầm khoảng cuối tuần này hoặc là tuần sau là nhiều mã cổ phiếu mở khách sạn và thị trường chung cũng mở khách sạn hút giá lên, là thị trường chúng ta sẽ phục hồi. Thì cái đó là cái cách xử lý về cái mặt ngắn hạn và trả lời cho cái câu hỏi là có nên bán hết cổ phiếu ở thời điểm hiện tại, thì theo quan điểm của cá nhân em là không. À, còn trường hợp anh chị nhà đầu tư nào mà đang cầm tiền mặt quá nhiều á, thì em nghĩ là nếu mà sáng ngày mai thị trường nó có ép bán xuống thì chúng ta có thể là cân nhắc thăm dò hoặc là mua đối với một số mã cổ phiếu vào 30 hay là 50% gì đó, em nghĩ cũng hợp lý. Đối với một số mã cổ phiếu em thấy như là Hòa Phát, à, nếu mà sáng ngày mai nó có một cái nhịp mở gáp xuống ép bán xuống thì Hòa Phát nó về lại những cái vùng hỗ trợ 27.3, 27.5, thì đó đều là những cái vùng hỗ trợ cứng đối với cổ phiếu Hòa Phát. Khi mà vừa có giao găm mà vừa có mây đỡ giá, Hòa Phát là anh chị thấy khách sạn nó bắt đầu nó mở ra rồi, cho nên nếu mà sáng ngày mai mà Hòa Phát nó bị ép bán xuống quanh những cái vùng đó, anh chị có thể mua vào và đánh một cái nhịp phục hồi đi lên. À, hay kể cả Hoa Sen anh chị thấy về lại những cái vùng giao găm, đúng không? Về lại những cái vùng giao găm, sáng mai tôi nhìn Hoa Sen có thể nó sẽ lún về lại tầm khoảng 22.3, 22.5, thì chúng ta hoàn toàn có thể là mua vào để khi mà Hoa Sen bắt đầu khách sạn nó mở ra, à, thì Hoa Sen nó sẽ hồi phục lên lại được quanh cái vùng 24, chúng ta có thể đánh được một cái nhịp T cộng. À, về kế hoạch hành động thì đa phần đoạn này là anh chị nhà đầu tư kẹp hàng là nhiều, đúng không? Thì chúng ta sẽ ưu tiên xử lý những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang bị kẹt. À, ưu tiên xử lý những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang bị kẹt nha anh chị. À, thì đợt vừa rồi có nói mọi người về hai cái điều kiện, đúng không? Hai điều kiện, một là băng phải giữ được giá không được điều chỉnh mạnh, đây là điều kiện để thị trường tạo đáy trong cái giai đoạn ở đây, đúng không mọi người? Trong cái giai đoạn ở bên đây thì đây là cái điều kiện để thị trường chúng ta là tạo đáy, nhưng mà cuối cùng là thị trường nó không đáp ứng được cái điều kiện số 2. À, cái điều kiện đầu tiên thì trước khi tới cái phiên giao dịch ngày hôm nay là cái điều kiện đầu tiên nó vẫn được giữ vững trước buổi chiều ngày hôm nay, trước khi nhóm ngân hàng nó bị bán mặt, thì cái điều kiện đầu tiên là vẫn được giữ vững, đúng không? Là băng phải giữ được giá. Bằng chứng anh chị thấy nhiều mã ngân hàng trước cái phiên chiều ngày hôm nay là đều giữ được giá hết. À, không được điều chỉnh mạnh, đúng, không điều chỉnh mạnh, nó chỉ có rung lắc trong phiên sau đó nó rút chân và nó chỉ điều chỉnh lành mạnh chứ nó không có điều chỉnh mạnh. Nhưng tới ngày hôm nay thì bắt đầu buổi chiều ngày hôm nay là ngân hàng nó điều chỉnh mạnh và nó không còn giữ được giá. À, thì cái điều kiện thứ hai, băng bất động sản thép chứng phải dần dần cân bằng và phục hồi trở lại. Thì không chỉ riêng là trước buổi chiều ngày hôm nay mà trước cái phiên giao dịch ngày hôm qua, à, thậm chí là ngày thứ sáu, ngày thứ năm thì anh chị thấy nhiều mã cổ phiếu bên bất động sản nó vẫn tiếp tục phá đáy, thậm chí thép như Hoa Sen nó vẫn tiếp tục phá đáy, đúng không mọi người? Đây, à, vẫn tiếp tục phá đáy này, đáy ở đây nè, nó quay về nó phá này từ ngày hôm qua, đúng không? Đây là Nam Kim nè, nó vẫn tiếp tục phá đáy ở đây, đúng không? Phá đáy đây, phá đáy gần nè, phá đáy xa nè, à, rồi Hòa Phát cũng vậy, nó cũng đang tiếp tục gọi là phá đáy, đúng không? Nó cũng đang tiếp tục gọi là phá đáy. À, rồi những cái mặt cổ phiếu chứng khoán thì thôi rồi, như CTS nó ăn thêm cây sàn nữa, nó tiếp tục phá đáy. Thì các mã cổ phiếu trong ba cái nhóm quan trọng bất động sản thép chứng và vẫn còn tiếp tục phá đáy thì thị trường nó vẫn còn giảm nữa. Đó, đợt vừa rồi nói mọi người về hai cái điều kiện, đúng không? Hai điều kiện, à, là phải đáp ứng được cả hai điều kiện này, đúng không? Phải đáp ứng được cả hai điều kiện này. À, đây chưa chịu tăng điểm thì phải đáp ứng được cả hai điều kiện, đúng không? Phải đáp ứng được cả hai điều kiện. À, tại vì nếu không đáp ứng được một trong hai, cả hai điều kiện này thì thị trường nó sẽ còn rơi nữa. Đợt đó là nói với mọi người rất kỹ, đúng không? Nói với mọi người rất kỹ về cái vấn đề đó luôn, là phải đáp ứng được cả hai, một trong hai là không được. Thì thị trường chúng ta có một cái phiên nó giật xanh lại, nó đáp ứng được một phiên. À, nhưng mà em nói mọi người là nó phải tầm khoảng một tuần cơ, nó phải ba bốn phiên hoặc là một tuần gì đó. À, thì lúc đó thị trường chúng ta mới gọi là có được cái đáy hai ở đây. Còn bây giờ nó chỉ đáp ứng được một phiên thì nó cũng không có thể hiện điều gì hết, thì bây giờ nó quay đầu nó giảm xuống về lại cái vùng hỗ trợ 1236 thì nó lún xuống, ngày mai có thể nó lún xuống hơn nữa, tại vì cái áp lực bán nó đang xảy ra quá lớn và thậm chí là bây giờ là nhóm ngân hàng nó cũng bị bán luôn, nhóm ngân hàng nó cũng bị bán luôn. Nhưng mà ngân hàng thì nó giảm xuống tí là nó có hỗ trợ, ví dụ ACB nó có hỗ trợ quanh 24 23.8 thì ngày mai nó lún xuống tí là nó hồi lên lại. À, nhưng mà mấy con như ACB thì xác định luôn nhịp này nhịp buôn tráp, thì khi mà nó hồi lên lại chúng ta xử lý.
xác định ngay từ đầu với nhau. MBB cũng tương tự như vậy, bắt đầu gặp những cái áp lực bán lớn, nhưng MBB thì anh chị đặt chặn lãi hoặc là đặt cắt lỗ quanh 23.5. Nếu mà nó đóng đến dưới 23.5 là bán luôn, tại vì 23.5 là cái cây nổ. Cây nổ đây thì nếu như mà MBB mà nó quay đầu nó thủng 23.5 là coi như xác nhận nhịp này MBB cũng bull trap. Còn mấy con khác như STB là Techcom thì thôi, nó bị bán quá mạnh rồi, đúng không? Nó dường như là nó phủ nhận hết luôn rồi. Như Tiên Phong anh chị thấy nó phủ nhận lại cái cây nổ vol luôn ngày 19 tháng 7, hay là OCB cũng vậy, nó phủ nhận luôn cả cái cây nổ vol ngày 19 tháng 7. Thì những cái mã cổ phiếu ngân hàng khác thì bắt đầu nó xấu, thì có MBB là đang trụ vững được. Tuy nhiên là những cái mã cổ phiếu ngân hàng thì hỗ trợ ở dưới nó khá là nhiều, cho nên em đánh giá là về cái mặt ngắn hạn trước khi ngân hàng mà nó rơi thêm á, thì nó có thể nó sẽ hồi lên cái xong nó rơi tiếp, nó hồi lên cái xong nó rơi tiếp. Giống như từ đầu em nói mọi người là thị trường chúng ta về cái mặt ngắn hạn á, đúng không, là nó có thể nó sẽ ép xuống thêm sau đó nó sẽ hồi, nhưng mà ở đây là nó đã hình thành nên cái cấu trúc giảm rồi, cho nên hồi lên là xử lý, tại vì khả năng hồi lên là rơi tiếp. Cho nên anh chị nhà đầu tư nào mà gọi là an toàn, mà thích kiểu giống như là chờ đợi gọi là giảm sâu xong đi gom thì nên chờ thêm, tại vì hiện tại thị trường chúng ta vẫn chưa convincing, chưa convincing. Thì em chỉ nghe đâu, em chỉ nghe thôi nha, em không biết nha, này em không rành, chỉ nghe mọi người đồn với nhau kiểu trong room cộng đồng nữa, mọi người nói với nhau rồi nghe như mấy kho, mấy cái kho bãi gì đó, convincing gì đó, thì cái đó em không rành, cái đó em không biết, cái đó em chỉ gọi là đọc được những cái dòng tin nhắn ở trong room thôi. Nghe ngóng được nhiều nơi đúng không? Thì nói là nhiều cái kho kiểu cho vay tỷ lệ cao thì bắt đầu nó call, chứ gọi là call chính thống thì nó chưa call. Nhưng mà với cái gọi là cái việc mà giảm như thế này, nhiều mã cổ phiếu chị thấy giảm 20%, hơn 20%, thì với một cái mức giảm mà hơn 20%, sắp tới nó giảm tầm 30% thôi là sẽ có call margin diện rộng. Chưa kể là nhịp này giả sử nhưng mà ngân hàng nó bull trap đi, ngân hàng nó bull trap nhịp này đi, là chỉ số còn rơi nữa, là chắc chắn là với mọi người luôn là sẽ có call margin. Là có nghĩa là về cái mặt số nha, sắp tới nó có thể nó sẽ còn thảm khốc hơn nữa, sắp tới nó có thể nó sẽ còn thảm khốc hơn nữa nha anh chị. Nếu mà xét về cái mặt chỉ số, nó có thể nó sẽ còn là khốc liệt hơn nữa sắp tới. Nhưng mà trước mắt ngắn hạn, trước khi nó khốc liệt thì nó phải có một cái nhịp hồi lên cái, cho anh em cơ cấu ra. Thì anh em nào tận dụng được cái nhịp này thì sẽ cơ cấu được một số mã cổ phiếu, hoặc là sẽ hạ giá vốn được một số mã cổ phiếu, hoặc thậm chí là đánh được một cái nhịp T cộng dựa theo phân tích kỹ thuật Ichimoku trình phát ở đây. Khi mà có những cái đường nhau găm, khi mà có những cái đám mây, thì kỳ vọng là sáng mai ép bán xuống, sau đó sẽ rút chân lên và cầm khoảng cuối tuần, tuần sau sẽ có những nhịp phục hồi. Anh đi, thì ngân hàng dường như là ngày hôm nay cũng là một cái phiên gọi là xác nhận là bull trap rồi, 90% rồi, 80-90% nhóm ngân hàng. Như ngày hôm nay ACB chị thấy nó phủ nhận luôn cả cái cây ngày 17 tháng 7 thì thôi là thua rồi đó, bắt buộc là bây giờ chờ nó chạm hỗ trợ, nó bật nó hồi lên cái là phải cắt thôi. Không, anh chị nào mua có lời, mua từ những vùng như này có lãi cũng phải chốt, mua trên này lỗ nhẹ, lỗ lỗ nhiều gì nó hồi lên là cũng phải bán, tránh cái trường hợp mà nó chơi một cái nhịp nó ngân hàng nó rủ sâu xuống cái thì lại lỗ nặng nữa. Thì có thể nhịp này anh chị thấy là đợt vừa rồi, cái phiên này mà thị trường nó ép xuống, anh chị nhớ cái phiên mà VN30 xanh 2 điểm mà mid cap nó giảm tới 40 điểm, có những cái thời điểm mà mid cap nó giảm lên tới đâu đó là tầm khoảng 70 điểm, đúng không? Cái phiên ngày 17 tháng 7, cái phiên ngày 17 tháng 7 thì cho thấy rằng là thị trường chúng ta đang ép bán cái nhóm mid cap, đợt đó là đang ép bán mid cap, thì đợt này có thể là ép gần xong, ép mid cap gần xong rồi, có nghĩa là các cái nhóm bên mid cap á, là ép gần xong rồi, ép gần xong rồi đó, thì bắt đầu là tới ép bên ngân hàng, là ép bên VN30. Thì điều này suy ra là cái gì, nhóm ngân hàng có thể là cái nhóm giảm cuối cùng, nhóm ngân hàng có thể là cái nhóm giảm cuối cùng, và nó sẽ tạo ra cái sự khốc liệt cho chỉ số chung. Và cái sự khốc liệt này nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới nhóm midcap nha, tại vì nhiều nhà đầu tư giao dịch người ta nhìn chỉ số chung, người ta nhìn chỉ số chung thì nó sẽ tạo áp lực lên nhóm midcap một lần nữa khi mà chỉ số chung nó giảm mạnh. Nhóm ngân hàng là nhóm giảm cuối cùng nha anh chị, nhóm giảm cuối cùng, hoặc là một số mã cổ phiếu nó tăng nóng như là FPT, như là MWG. Báo cáo tài chính nó ra hết rồi, báo cáo tài chính nó ra hết rồi đó, thì MWG em rất nghi rằng là nó sẽ chui cái đám mây mỏng này, nó đi về lại những cái vùng này tầm khoảng 57.5 hoặc là 54 gì đó, hay là FPT nó sẽ tiếp tục nó rơi về lại những cái vùng cân bằng 116 hay là 110 gì đó. Đối với FPT đợt trước phân tích một ngày FPT này đúng không, về lại 112 đúng không, về lại 112, hay là VGI nó sẽ về lại 5x, VGI nó sẽ về lại 5x anh chị, 5x. Thì đợt đó là gọi là rất ít anh chị nhà tư gọi là tin, thật ra lúc đó phân tích là cũng ít anh chị nhà tư tin. Đợt đó có phân tích đây anh nhỉ, đúng không? Đợt đó có phân tích, mọi người thậm chí em có làm video, nhưng mà cái kênh YouTube của ITB là cái kênh Ichimoku Club á, là đang bị hack rồi, nhưng mà lấy khôi phục lại được kênh rồi, khôi phục kênh lại được rồi.
thì bây giờ phải đang gọi là bị đánh gãy anh nhỉ, kênh bị đánh gãy, cho nên là đang trong quá trình khôi phục lại. Còn thứ sáu tuần vừa rồi là kênh Ichimoku Club với lại là kênh ITB Club Channel, là hai cái kênh lớn nhất của ITB team, team ITB á, là bị hack nhưng mà lấy lại về được rồi, lấy kênh YouTube lại về được rồi. Thì đợt trước là có làm với mọi người là FPT 112 VGI 58 đúng không? Thì nhiều anh chị nhà đầu tư nói rằng là làm sao mà có những cái giá này được đó, khi mà Nvidia nhóm cổ phiếu công nghệ bên sàn Nasdaq bị tăng đang rất là mạnh, nhưng mà phân kỳ tam đoạn rồi đủ thứ các kiểu là về phân tích kỹ thuật thì chị thấy mọi thứ là chuẩn xác đúng không? Đâu có thông tin gì đâu, mấy nhóm này anh chị thấy đợt này nó có thông tin gì đâu đúng không? Thì chỉ là do phân tích kỹ thuật thôi, phân kỳ rồi này kia thôi đúng không? Nhưng mà đợt này phân tích mọi người thấy là kể từ lúc mà vẽ phân kỳ đúng không, kể từ lúc mà vẽ cái phân kỳ thì anh chị thấy là FPT đợt VGI đợt này nè là ngay cái giai đoạn cây nến đỏ này đúng không, thì anh chị thấy là kể từ lúc vẽ phân kỳ nó có lên được đâu, nó toàn đi ngang xong bây giờ nó gãy. Kể cả FPT phân tích với mọi người từ cái đợt 136 đúng không, thì nó có chỉnh xuống xong nó lên lại được 140, nó lên thêm được 4 giá nữa thôi là nó lên được bao nhiêu, nó lên được thêm tầm khoảng có 3% đi, cho là 3% nữa đi, nhưng mà bây giờ nó sập đúng không, nó sập từ đỉnh bây giờ nó sập xuống được 10% rồi, chúng ta tham 3% thì chúng ta mất 10% kiểu kiểu vậy. Nhưng mà nó sẽ còn chỉnh thêm, tại vì cái mũi tên giảm em vẽ từ hồi bên này chị thấy không, vẽ từ hồi bên này khi mà nó xác nhận phân kỳ bên này chỉ mới có phân kỳ hai đoạn thôi, cái lúc này chỉ có phân kỳ hai đoạn thôi, phân kỳ RSI MFI này. Lúc này MACD nó chưa có phân kỳ, xong rồi FPT nó cố gắng nó rướn thêm một nhịp nữa thì có cái phân kỳ tam đoạn ở đây đó, xong rồi MACD nó cũng có một cái phân kỳ, SMI cũng phân kỳ tam đoạn như thôi, xác nhận là gãy thôi. Thì hiện tại thì chạm hỗ trợ bên dưới đúng không, nếu mà xét về phương tây, xét về Ichi là nó có mây và nó có khách sạn hút lên, nhưng mà xét về phương tây thì nó chạm bên dưới và nó về lại cái gap hỗ trợ ở đây thì nó bật lên thôi. Nhưng mà FPT nó nhiều gap lắm cho nên khả năng cao có thể là sắp tới sẽ quay về lại những cái vùng 116 hoặc là 110, 112 gì đó, thì bắt đầu FPT nó sẽ có những cái nhịp phục hồi nó sẽ lớn hơn. Thì về FPT mà về đó thì chúng ta sẽ bắt sau, còn ở vùng này thì em thấy FPT nó cũng không gọi là hấp dẫn cho lắm ha. À, thì đó là về nhóm cổ phiếu công nghệ, thì có thể FPT nó sẽ còn rơi à, gọi là nhóm ngân hàng nó sẽ điều chỉnh bù, gọi là nó sẽ điều chỉnh bù, hay còn gọi là nhịp này là nó là một cái nhịp bull trap do, hay là những cái mã cổ phiếu như là MWG nó cũng đã tăng một cái đoạn tương đối dài, thì trên này bắt đầu tạo những cái nền tích lũy bắt đầu không lên được nữa đó, thì bắt đầu nó sẽ có những cái nhịp đánh rũ bỏ, thì MWG sắp tới nó sẽ rũ bỏ về lại cái vùng 57 chấm x hoặc thậm chí sâu hơn là 54 chấm x đối với MWG. Nó sẽ rũ bỏ về lại quanh quanh cái vùng 54 chấm x cho tới 57 chấm x, mà MWG nó sẽ về lại cái vùng này, sẽ rũ bỏ về đây. Thì những cái mã cổ phiếu mà nó như FPT hay là MWG, như FPT về 116 đi, về 125, FPT mà nó về 116 thì nó phải đi thêm tầm khoảng 7% nữa, hay là MWG từ đây mà nó về lại quanh cái vùng này mình cứ cho trung bình là tầm khoảng 56 đi, đúng không? Thì MWG nó phải đi thêm tầm 10% nữa, hai cái cổ này, hai mã này mà đi thêm tầm 7% 10% nữa là thị trường mình nó sẽ đi thêm tầm mười mấy điểm nữa là bình thường. Mã kia mã này nó giảm thì mã kia nó đứng lên nó bù lại kiểu kiểu vậy, thì VIN30 nó cũng sẽ sớm về lại những cái vùng giao găm đó, VIN30 nó cũng sẽ sớm về lại những vùng giao găm đó đúng không đó. Về lại quanh quanh những cái vùng này thì bắt đầu nó sẽ có một cái nhịp bật lên lại, thì VIN30 từ đây mà nó xuống đây thì nó còn tầm khoảng 15 điểm nữa, thì VIN30 mà giảm tầm 15 điểm nữa thì thị trường mình cũng phải giảm tầm khoảng nhiêu đó, nó điểm 15, 16, 17 điểm gì đó thì nó sẽ quay về lại cái vùng cái gap ở đây là 1216, hoặc thậm chí lúng lúng sâu hơn tí rồi nó sẽ rút chân nó hồi lên về cái mặt cuối tuần hoặc là qua tuần sau. Thì cái đó là về cái góc nhìn của em về thị trường trong ngắn hạn. Thì kế hoạch hành động là đã nói với mọi người rồi đúng không, đã nói với mọi người rồi, thì kỳ vọng là với một cái mức thanh khoản thấp như này, giảm điểm thanh khoản thấp thì đồng ý là nó không có cầu, nhưng mà nó thật ra nó cũng rất là dễ hồi, thanh khoản thấp nó sẽ dễ hồi à, cho nên kỳ vọng là sáng ngày mai nó ép bán luôn đi, nó ép bán xuống luôn à, xong rồi bắt đầu nó sẽ có một cái nhịp rút chân và phục hồi về cuối tuần và kéo dài cho tới tuần sau là nó sẽ hợp lý về cái mặt ngắn hạn. Thì sau cái nhịp phục hồi đó, cái nhịp phục hồi đó là để chúng ta cơ cấu, thì sau cái nhịp phục hồi đó chúng ta sẽ đánh giá là thị trường có tạo được đáy hay không. Giống như cái nhịp này nè anh chị, thị trường nó giống như cái nhịp này nè, nó về lại hỗ trợ xong nó rút chân rồi nó hồi lên nè, thì chúng ta đánh giá coi thị trường nó có tạo được đáy hay không, thì lúc đó nó phải có điều kiện để tạo đáy. Thì đợt vừa rồi là hai điều kiện nè anh chị, đấy hai điều kiện này để tạo đáy đây, thì chỉ đáp ứng được một trong hai thì thị trường nó không tạo được đáy, nó phải đáp ứng được cả hai. Thì đợt vừa rồi chỉ đáp ứng được một trong hai thôi, và cho tới ngày hôm nay xong phiên giao dịch ngày hôm nay thì cả hai điều kiện này đều không được đáp ứng, thì thị trường có khi là còn rơi nữa, nói chung là còn rơi nữa
còn ra nữa. Thì nếu mà nhìn về cái trend trung hạn nha, nhìn về khung đồ thị tuần nhanh thì anh chị sẽ thấy là cái trend trung hạn nó đang bị phá, đúng không? Thì nếu mà tuần này đóng nến rút chân nằm trên 1236, ok, giữ được cái trend này không sao hết. Nhưng nếu tuần này đóng nến dưới 1236, dưới 1236 là nó phá khách sạn trong khung đồ thị tuần thì nó sẽ còn rơi nữa. Trước mắt là về lại 1200 hoặc sâu hơn là 1262, 262, 1265, đó sẽ là những cái vùng sâu hơn nếu như khung đồ thị tuần nha. Xét về Ichi đây, để em bấm xóa cả. À, nếu xét về Ichi anh chị thấy có một cái đường Kijun ở đây không? Đây là khách sạn tuần á, khách sạn hút xuống á nè, khách sạn hút xuống á, à, hút xuống thì hôm nay là phá khách sạn, nhưng cái này là nến tuần thì phải đợi hết ngày thứ sáu mới biết được. Thì giả sử trong tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó nó có thể nó dao động lình xình ở dưới đây, nhưng mà tự nhiên tới thứ sáu à, bắt đầu nó rút chân lên, à, nó nằm trên 1236 thì cái trend nó vẫn còn, đúng không? Có nghĩa là cái trend trung hạn nó vẫn sẽ còn. Nếu như cuối tuần rút nến nó nằm trên, rút nến nằm trên thì cái trend vẫn còn, thì có thể là qua tuần thị trường nó sẽ hồi tiếp. À, có nghĩa là tuần này thị trường nó chỉ cần đóng nến trên 1236 là tuần sau thị trường hồi. Nói nôm na dễ hiểu là vậy, và cái trend nó chưa vi phạm. À, tuần này rộng rút chân có thể là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày mai, ngày mốt thị trường có thể là đạp thêm, thậm chí đạp 30 điểm về 1200 luôn. Nhưng mà tự nhiên tầm khoảng hết tuần này, kết tuần đóng nến nằm trên 1236 thì tuần sau thị trường nó lại hồi, tuần sau thị trường nó lại hồi. Còn nếu mà tuần này xác nhận đóng nến dưới 1236 luôn, là xác nhận phá khách sạn luôn, là thị trường hơi khó khăn anh chị, nó hơi khó khăn, nó hơi khó khăn, thì nó phải giảm về lại những cái vùng cân bằng trong khung đồ thị tuần sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu như tuần này đóng nến dưới 1236 nha anh chị. À, nói chung là bây giờ là thành bại tại ngân hàng đó. Thành bại là tại ngân hàng, thì mình cũng không có muốn thị trường giảm, mình cũng không có muốn là cái nhóm nào nó phải toang hay là ngân hàng nó phải gãy hết. Nhưng mà bây giờ là cái áp lực chốt lời nó lớn quá, dòng tiền nó rút ra thì chúng ta phải tùy cơ ứng biến và chúng ta phải linh hoạt, kể cả là về cái mặt ngắn hạn cũng như là về cái mặt trung hạn, đúng không? Nhưng mà em kỳ vọng là tuần này thị trường nó vẫn sẽ tiếp tục đóng nến trên được 1236 để tuần sau hoặc là thị trường nó sẽ có những cái nhịp phục hồi để cho chúng ta có thể cơ cấu lại. Về cái kế hoạch ngắn hạn thì nãy có nói rồi, kỳ vọng là ngắn hạn nó có một cái nhịp hồi rồi, muốn đạt tiếp thì đạt. Ok, thì đó là về cái góc nhìn của em về thị trường anh chị. Góc nhìn của em về thị trường đoạn này bắt đầu là thị trường nó đang hơi khó khăn này, đúng không? Nó đang hơi khó khăn rồi. À, các mã cổ phiếu mid cap nó cũng đã chiết khấu tầm khoảng trên 15%, trên 20% hết rồi. Nhiều mã cổ phiếu nó chiết khấu trên 15-20% hết rồi. Cho nên mid cap nó đang đi tới, nó đang bắt đầu nó đi đang đi tới cái giai đoạn gọi là ép bán xong mid cap, thì bắt đầu tới cái nhóm cuối cùng là cái nhóm ngân hàng, có thể là sẽ là cái nhóm giảm cuối cùng. Thì đã gọi là cái nhóm giảm cuối cùng thì cái nhóm nó giảm xong là thị trường nó sẽ có đáy ngân hàng á đi. À, và cẩn thận sắp tới cho em là sẽ có call margin giảm mạnh như này, là có khả năng là sẽ call margin nha nhỉ. Thì mình cứ phòng ngừa trước thôi, mình cũng không biết là có call hay là hay không, nhưng mà mình cứ phòng ngừa trước. À, nhưng mà về cái mặt ngắn hạn thì kỳ vọng là hai cặp giao găm này sẽ làm nên được một cái câu chuyện gì đó về cái mặt ngắn hạn. À, để thể hiện cái sức mạnh là giao găm trong phân tích kỹ thuật Ichimoku nó có những cái tiềm năng như thế nào về cái hai cặp giao găm. À, kỳ vọng là thị trường chúng ta sẽ có những nhịp phục hồi khi mà chạm về lại những vùng giao găm ở đây. Nhưng mà có một cái điều là thị trường chúng ta phải công nhận là rất thích khe, đúng không? Rất thích khe. Cái này thì chỉ có những anh chị nhà đầu tư nào học Ichi rồi thì chị mới nhìn ra thôi, là thị trường chúng ta có một cái khe, có một cái khe rất mỏng luôn anh chị, mà nó vẫn có cây giao găm ở trên nhưng nó vẫn xuyên qua được. Cái đó kinh này, vẫn tìm tới cái khe, thì cái khe này vẫn sẽ duy trì ngày mai nữa, cho nên là ngày mai em nghĩ sẽ lọt khe, ngày mai lọt khe, nhưng mà lọt cái khe xuống xong rút chân lên rồi ok nhanh đi, lọt khe xuống xong rút chân lên là ok. Kỳ vọng ngày mai đóng đến trên 1236 luôn, cho anh em yên tâm. À, kỳ vọng như là như vậy thôi. À, thì ngày mai là nên mở gap down giảm mạnh xuống, lọt cái khe xuống trong Ichi, rồi sau đó rút chân lên vào cuối phiên sáng hoặc là phiên chiều gì đó, thì cuối tuần hoặc là tuần sau anh em mình sẽ có một cái nhịp phục hồi. Thì anh chị chú ý ha, vùng này là nhiều mã cổ phiếu anh chị cũng thấy rồi đó, nhiều mã cổ phiếu nó về lại hỗ trợ ngày, hỗ trợ tuần, thì anh chị muốn bán vùng này nó cũng khó, tại vì đôi khi bán ra xong là ngay cái đáy ngắn này nó hồi lên thì anh chị sẽ kiểu tâm lý của mình nó sẽ không tốt, lúc đó mắc công lại FOMO vô trở lại thì không hay. Ok ha anh chị, thì đợt này là một cái đợt có nhiều mã cổ phiếu cũng bắt đáy được, và nhiều mã cổ phiếu cũng có thể là về lại những cái điểm mua trung bình giá, về lại những cái điểm mua hạ giá vốn. Thì anh chị nào cần xử lý hay là cơ cấu danh mục hay là gọi là cần quan tâm
tới những cái tín hiệu gọi là bắt đáy trong giai đoạn này, thì anh chị có thể liên hệ với em Tính qua số Zalo trên màn hình 0866088044. Anh chị có thể là về đội đồng hành cùng em Tính để cập nhật thị trường liên tục, cập nhật những cái tín hiệu mua bán kịp thời, đúng không? Giống như giai đoạn vừa rồi cảnh báo mọi người hai cái điều kiện đó, nếu hai một trong hai điều kiện đó không được đáp ứng là thị trường nó sẽ còn giảm thêm. Và cái câu chuyện về 1236, đúng không? Về 1236 hay là 1234 gì đó, cuối cùng nó đã về rồi. Thì nó về rồi, đúng theo kế hoạch của chúng ta về cái mặt ngắn hạn, thì đúng kế hoạch, đúng chiến lược là làm nó gì. Có thể là phân tích phương Đông Ichimoku nó sẽ khác với phân tích phương Tây, anh chị cũng đừng có ném đá, tại vì mỗi phương pháp nó sẽ có những cái chiến lược khác nhau. Ví dụ như phương Tây nó sẽ có phân kỳ nhưng mà phương Đông nó sẽ không có phân kỳ, đúng không? Những cái chiến lược bắt đáy phương phương có thể phương Tây nó không có nhưng mà phương Đông nó sẽ có. Và ví dụ như là giao găm hỗ trợ tuần, hỗ trợ ngày thì nó sẽ có những cái chiến lược bắt đáy, hay là có những cái vùng khách sạn hút giá lên, về lại hỗ trợ khách sạn hút giá lên thì nó cũng là những cái chiến lược bắt đáy. Cho nên anh chị cũng đừng có ném đá về những cái phương pháp phương Đông, tại vì có thể là chúng ta xài những cái phương pháp khác nhau, đưa ra những cái góc nhìn gọi là để cho mọi người có những cái góc nhìn nó khách quan hơn thôi. Ok ha cả nhà. Thì chỉ có những anh chị nhà đầu tư nào đợt vừa rồi, giai đoạn xuyên suốt vừa rồi mà có học Ichimoku và Trịnh Phát, và qua những cái khóa đào tạo của ITB thì anh chị sẽ hiểu được về cái tầm quan trọng của một cái yếu tố ở trên cái đồ thị này. Ok ha cả nhà. Kỳ vọng của em là như vậy về thị trường cũng như là về cổ phiếu. Thì anh chị cần cơ cấu, cần xử lý cổ phiếu thì có thể là về đội đồng hành cùng với em Tính, để em có thể là hỗ trợ và chu đáo, và hỗ trợ mọi người tốt và hơn và chu đáo hơn ha. Anh chị nào có nhu cầu về đội đồng hành của em Tính thì cứ liên hệ với em. Điều kiện rất là đơn giản là chỉ cần anh chị giao dịch ở bên công ty chứng khoán SSI dưới ID của em Tính. Thì anh chị nào có tài khoản rồi thì em sẽ hướng dẫn mọi người chuyển ID về bên em. Còn nếu anh chị nào chưa có tài khoản thì em sẽ hướng dẫn mọi người mở một tài khoản online, nó sẽ rất là nhanh và không mất quá nhiều thời gian. Ok, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi hết cái video này. Hẹn gặp mọi người trong những cái video và trong những cái livestream tiếp theo. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Anh chị nào chưa like nhớ để lại cho em Tính một like, cũng như là cái gì anh chị nhớ bấm nút đăng ký kênh, tại vì kênh này cũng là một cái kênh YouTube mới của câu lạc bộ ITB. Sau khi mà cái kênh hai cái kênh kia nó bị hack thì anh em tạm thời qua bên này hoạt động cho tới khi mà hai cái kênh kia nó được phục hồi. Cho nên anh chị cũng nhớ subscribe đăng ký cái kênh này. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Hẹn gặp mọi người sau. Bye bye tất cả quý anh chị nhà tư.